Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, cho con hỏi. Vừa qua con có thỉnh Ngọc Phật để an trí vào bát hương, nhưng ban thờ nhà con có bát hương Phật, thần linh, gia tiên. Con không biết phải cho Ngọc vào bát nào. Mong Thầy chỉ dẫn giúp con là A Di Đà Phật. Bát nào cũng có thì càng tốt. Chúng ta cúng dường mà. Đây là chúng ta cúng dường. Không có nhiều thì có ít. Mỗi bát một viên, hai viên, ba viên cũng được. Tùy theo. Vì nó cũng không đáng là bao cả. Mua một gói cái ba viên hay năm viên thì chúng ta có thể chia ra mỗi bát một viên cũng được. Nếu có điều kiện thì mỗi bát một gói đấy thì càng tốt. Vì chúng ta biết mà, tên Thầy lấy một cái ví dụ. Trong nhà chúng ta, ví dụ ngày xưa nhé, hay bây giờ cũng thế. Ví dụ ngày xưa chẳng hạn, trong nhà chúng ta mà thắp một cái đèn kỳ nhỏ nhỏ thôi, ánh sáng nó đã sáng hết căn phòng chưa? Nhưng mà vẫn có ánh sáng rồi, đúng không? Vẫn có ánh sáng rồi. Nếu chúng ta cúng một cái đèn kỳ, nhưng mà cái đèn kỳ to hơn một chút, nó sáng hơn không? Sáng hơn. Nếu chúng ta thắp cái đèn mang sông nữa, biết đèn mang sông không? À đấy, nếu thắp cái đèn mang sông thì nó có sáng hơn nhiều không? Sáng hơn rất nhiều. Cho nên ở đây Thầy nói thế, Thầy nói như thế hiểu không? Mà cứ gật, không có hiểu không? Mà gật, hiểu không? Đấy, thấy mấy cụ ở dưới hàng thứ ba cứ gật từ lúc nãy, cứ thấy quay gật sướng thế chứ. Không biết vui cái gì gật. Chắc là hiểu đúng không? Đó, thì ở đây nó quan trọng là cái chỗ thành gì? Thành tâm. Chứ không phải là cứ nhiều ngọc cho vào bát hương nó mới gì? Mới tốt. Cơ bản cái chúng ta làm bằng tất cả tâm thành. Có khi chỉ có một viên, một bát, một viên ngọc thôi. Nhưng mà cái tâm họ thành kính dâng lên tổ tiên, dâng lên thần linh, thổ địa, dâng lên gì? Dâng lên chư Phật, Bồ Tát để cúng dường. Thì nó cũng gì? Bằng cả một gì? Một núi ngọc để dâng lên. Thậm chí còn hơn cả một núi ngọc, núi vàng để dâng lên cúng dường chư Phật, Bồ Tát và gia tiên rồi. Còn có người mà có cái gì? Đem cúng hả cái miếng giày như cái bàn tay này. Nhưng mà cái tâm này, cái tâm không thành kính. Gọi là làm để mà làm thôi á. Thì nó chỉ có được một chút cái sinh khí trong nhà. Giống như mình thắp cái ngón này, cái ngọn đèn kỳ nhỏ nhỏ le lói mà thôi. Vẫn có nhá, vẫn có công đức. Vẫn có cái sự tốt đẹp ở trong đó. Vì đèn thắp lên thì chắc chắn là gì? Bóng tối sẽ bị gì? Sẽ phải xua tan đi. Cũng giống như vậy, trong gia đình chúng ta mà có những cái đồ này, mà dâng cúng tổ tiên, mà đem chấn phong thủy, hay là đem cung kính cúng dường tam bảo, chư Phật, Bồ Tát, thần linh, gia tiên nhà mình, thì cái đó là cái rất là tốt. Chúng ta làm cái đó chính là cúng dường đó. Ví dụ chúng ta ra chợ chúng ta mua, ra cửa hàng chúng ta mua, chúng ta thỉnh ấy, thì nó lại là đơn giản rồi. Nhưng đây chúng ta biết là được tách từ kim thân của chư Phật và Bồ Tát, được khởi tạo ở trong một cái ngôi chùa mà đã được chư Tăng và các Phật tử, hàng vạn Tăng Ni và Phật tử đã làm lễ gia trì đến mấy lần rồi cơ. Gia trì từ ở cảng Hải Phòng về đến nhà lại làm lễ gia trì xong, tạc xong thì lại được gia trì tiếp. Như vậy là luôn luôn có cái sự gia trì của chư Tăng và tín đồ Phật tử. Thì nó không chỉ là một cái miếng ngọc bình thường nữa. Chúng ta đem cái miếng ngọc bình thường ở trong nhà nó còn tốt. Ngày xưa người ta nói đeo cái miếng ngọc ở trên thân một năm, đem lại sức khỏe cho chúng ta gì? 10 năm. Đấy là người xưa người ta nói như vậy. Nhưng mà tất nhiên cái ngày xưa ngọc đâu phải là dễ đâu. Ai cũng có đủ duyên, đủ phúc để mà đeo đâu. Ở nhà mình, nhà chúng ta này, Thầy gọi là gieo duyên. Các vị cứ lên mạng tra trên Google, hỏi search vào cái vua ngọc Việt Nam á, một cái cố tràng nó có 14 hạt nhỏ nhỏ, 14 hạt nhỏ thế này rất là nhiều, cố tràng đeo tay này. Hôm rồi mấy cô đem lên cho Thầy bảo, Thầy ơi, nhà mình sao mà rẻ thế, sao người ta đắt này? Thầy bảo không, nhà mình đây là gieo duyên. Tất nhiên đã tính trừ hết cái chi phí, cái vận chuyển với về bên mình, với cái thuê thợ họ làm, rồi thuê công nhân họ làm ra cái đó, thì mình gọi là một chút xíu để gieo duyên, để tiếp tục xây dựng đại tượng và xây dựng cái chùa cảnh
mà chúng ta đến tu, chứ không phải là làm để kinh doanh, để làm giàu cho bản thân hay cho một cá nhân nào đó. Một cái cỗ vòng vòng tay 14 hạt, bé như là cái hạt tràng, nó khoảng cỡ tầm 14 hoặc 16 gì đó. Các vị biết bao nhiêu? Biết bao nhiêu không? 500 triệu. Nếu mà chúng ta, các Phật tử chúng ta đi ra cửa hàng ngọc, ra gặp cái ông vua ngọc Việt Nam đó, thì chúng ta phải nói, chúng ta chỉ có cái dám ngắm thôi, cầm lên ngắm còn run run sợ là rơi mà vỡ cái gì, vỡ cái hạt ngọc hay làm sao đó, thì chúng ta có mà gì, bán nửa gia tài đi mà gì mà đền họ không đủ. Đó. Các vị cứ lên để mình xem, một cái cỗ tràng đeo tay mà họ lên giá là 500 triệu đồng. Cái này là nó vô giá. Còn chúng ta là gieo duyên càng rộng càng tốt. Hôm trước có Phật tử nhắn tin cho thầy, tôi không biết Phật tử nào, nhắn tin máy số lạ, nhắn tin cho thầy rằng: bạch thầy, hôm con ở chỗ cửa hàng ấy, thấy có một bà cụ già đi với đứa con. Bà cụ đi qua đi lại rất nhiều lần ở cái chỗ phát hành cho quầy lưu niệm ấy, quầy phát hành ngọc ấy. Bà cụ đi qua đi lại, ngó lên ngó xuống. Xong rồi bà cụ cầm lên một cái lá đề nhỏ nhất. Thế Phật tử cầm lên cầm xuống nhưng không dám nói. Thì bà cụ nói với đứa con rằng: thôi mua cho mẹ đi, cho mẹ mua cái này. Đứa con chắc là nó không mang tiền hay như thế nào đó thì mình không rõ. Tôi nghe cái Phật tử nhắn tin lại đại ý nó là cái kiểu như thế. Xong đứa con thì cũng không nói gì với mẹ, đấy bảo thôi không khác lên mua mẹ. Thế xong bà cụ đi, bà cụ nói rằng thích lắm nhưng mà không đủ tiền. Lần sau ấy, có các Phật tử nào mà ở trên đấy ấy, kể cả mà gì, họ không đủ tiền mà họ rất thích, họ thành tâm đến mức cái độ là họ rất là mong muốn có được, thì cũng không cứ là phải có đủ tiền mới gieo duyên cho họ. Kể cả cái đó 500.000 mà họ có 50.000 thì cũng gieo duyên cho họ. Vì cái tâm của họ. Có những người thậm chí các vị có khi không có 50.000 thì biếu không họ cũng được. Hôm rồi tôi bảo cái cô Diệu Quang kia phụ trách cái cửa hàng đấy rồi. Thấy Phật tử nào mà điều kiện hoàn cảnh gia đình họ không có, mà họ thích một cái lá đề hay một cái gì đó nho nhỏ, vừa vừa xinh xinh, gieo duyên cho họ. Bởi vì chúng ta là phục vụ gì? Chùa của chúng ta là phục vụ chúng sinh, phục vụ tín đồ Phật tử, phục vụ nhân dân. Chứ không phải chùa chúng ta là kinh doanh, là kiếm tiền bằng mọi giá. Cho nên hôm trước Phật tử nhắn tin cho tôi như thế, tôi phải bảo luôn là đó, có những cái trường hợp mà họ tha thiết, họ thành tâm, thì không cứ là cứ phải là phải đủ tiền mới giao cho họ. Không cứ là phải như thế. Ở đây là mình gieo duyên tất cả những cái đồng tiền mà Phật tử đem cúng dường để thỉnh đó, thì lại làm Phật sự trong chùa hết mà. Có ai tiêu vào cái gì riêng tư đâu. Thầy cũng chẳng tiêu gì riêng tư cả. Cho nên cái đồng tiền đó, vì sao mà họ thỉnh cái miếng ngọc về mà họ có phúc? Đấy. Vì sao thỉnh cái miếng ngọc về mà họ lại tiêu trừ được cái tội chướng, nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng, thậm chí có người tiêu trừ được bệnh chướng. Ví dụ như hôm rồi cô bảo là có mấy Phật tử đến, đặc biệt là một cụ ở Quảng Ninh bị đau đầu kinh niên, đeo vào một cái về đến tối ngủ ngon lành, hôm sau hết đau đầu, giới thiệu cho bạn bè, từ đó đến nay là dưới Quảng Ninh là gần như là tuần nào cũng có người lên, tuần nào có người đi xe lên, có người đi xe lên. Cái mấy hôm trước mà còn ít, làm chưa được một ngày được khoảng 20-30 cái, các cụ lên ngủ qua đêm ở đây, ngủ tại ở đó luôn, bảo xuống nhà ăn cơm, ăn xong cử người xuống nhưng mà vẫn để người ở đấy, để làm sao dưới cái làm được lên cái nào một cái là gì ạ, là xí phần luôn. Và chúng tôi chờ từ hôm qua tới giờ không dám bỏ cả tất cả đi ăn cơm. Họ thành tâm như thế thì chúng ta biết rằng họ có một cái miếng ngọc bội đã quý rồi, nhưng cái tâm thành ấy họ làm cho họ là gì, đã chữa được 50-70% cái căn bệnh của họ rồi.
Khi có được cái miếng ngọc đeo trên mình một cái là được 99%, về tới nhà ngủ, ăn ngủ nghỉ nữa 1% nữa là gì? Khỏi bệnh có cái gì đâu. Đấy, đấy là cách chữa bệnh của tôi đấy. Nhưng mà không phải tất cả bệnh gì cũng khỏi. Có những bệnh là do gì? Thân thể nó sinh ra thì phải đi bác sĩ. Chứ không phải là cái gì mà cứ bảo đeo miếng ngọc mà khỏi hết các bệnh, không có. Nếu mà đeo miếng ngọc mà khỏi hết các bệnh thì xin thưa các vị, trên đời này vua chúa quan lại, những người giàu có ở đâu có phải chết. Đức Phật nói sinh lão bệnh tử mà. Cái này nó chỉ là một phần nào đó khiến cho cơ thể của chúng ta được tốt lên mà thôi. Nó cũng ví như là gì? Nó cũng ví, tôi lấy một cái ví dụ như là đèn. Thắp lên thì nó sẽ xua tan đi bóng tối mà thôi. Nhưng đèn cũng có lúc phải gì ạ? Phải tắt. Không phải lúc nào đèn cũng tắt. Mặt trời á, mọc trên hư không xua tan bóng tối. Nhưng có lúc gì? Trái đất, mặt trăng, mặt trời thẳng hàng nhau, cho nên mình gọi là mặt trời lặn đi đó, thì bóng đêm nó lại gì? Lại ảo tới. Hôm sau mặt trời lên thì bóng đêm nó mới lại xua tan đi. Đấy, cho nên chúng ta phải biết rằng không có cái gì là tuyệt đối ở thế giới này cả. Chỉ có về Tây Phương Cực Lạc á, được cái thân kim cương bền chắc, bất sinh, bất diệt mới là tuyệt đối. Còn thế giới này, tất cả có hình, có tướng, nó chỉ là tương đối mà thôi. Cho nên ở đây Thầy mới nói Phật tử này, cứ thành tâm, chia đều ra, chia đều ra, mỗi bát hương một chút. Bát hương thờ Phật, thờ thần linh, thờ gia tiên, thờ tổ cô, tổ cậu, nếu cả bên nội, bên ngoại nó đều có hết, cũng được. Nhưng khi mà cho vào chúng ta và làm nhẹ nhàng thì cho cái tờ hướng dẫn rồi đấy. Đích thân thầy đánh cái tờ hướng dẫn là hướng dẫn cho chúng ta đấy. Trước khi cho vào á, chúng ta cũng phải khấn Phật, khấn thần linh, gia tiên nhà mình. Để làm những cái việc như thế, tín chủ con tên là gì, địa chỉ ở đâu, xin thỉnh những cái miếng, những cái ngọc bội hay là những cái miếng ngọc dư được tách ra từ kim thân của Đức Phật, được tạo ra chùa Khai Nguyên như thế, vân vân. Mà cái nói như người gì, như người còn sống với nhau nói chuyện bình thường này nè. Không cần phải khấn có bài bản, có bài vở là hay thì các cụ mới chứng đâu. Cốt ở tâm thành, có nào nói thế. Như người còn sống nói chuyện với nhau. Tôi nói như thế thì chúng ta dễ hiểu. Sau đó thì chúng ta mới làm lễ. Có thể cẩn thận đấy thì chúng ta làm lễ tam bảo, tam bái, sám hối, nguyện hương, xong cho nó thanh tịnh ba nghiệp, thân khẩu ý, chỉ cho khoảng độ là một biến đại bi thập chú thì càng tốt. Sau đó thì chúng ta mới dừng lại để làm cái lễ gọi là chính thức. Chúng ta lấy cái muôi tới cái thìa nhỏ nhỏ thì ăn cơm á. Chúng ta phải phần đằng sau chúng ta làm cũng phải cẩn thận. Trước khi làm mà chân hương nó nhiều quá chúng ta tỉa bớt đi. Tỉa bớt nhé, chứ đừng nhổ hết sạch chỉnh xanh nhé. Để lại ít nhất là 5 cái trở lên. Lúc tỉa chân hương các Phật tử để ý, ít nhất phải để khoảng 5 cái chân hương trở lên. Chứ đừng có tỉa là sạch không còn, sạch bách không còn tí nào. Như vậy cũng không tốt. Ngày xưa chúng tôi đi học, còn làm tiểu đi học, các hòa thượng, các thượng tọa bảo dạy cả cách đi tỉa chân hương ở trong chùa. Không được nhổ sạch chỉnh xanh đi. Không được nhổ chọc đi mà phải để lại ít nhất khoảng 5 cái trở lên. Để trong giữa. Xong lấy cái môi bới phía đằng sau, không cần phải bới về giữa đâu, về giữa còn phải mấy cái chân hương mà, bới phía đằng sau, phía đằng sau. Để xong thì chúng ta gói cái giấy, lấy giấy trăng kim ấy. Lấy giấy trăng kim gói những cái miếng ngọc nhỏ nhỏ đấy vào. Chúng ta để nó, lấy cái thìa bới sát xuống dưới chân bát hương ấy, dưới đế bát hương ấy, bới sâu xuống, chúng ta để vào, lại từ từ lấp vào, là lấy cái thìa dập chung quanh nó lên. Dập chung quanh nó lên như cái đĩa xôi ấy. Chúng ta tỉa chân hương chúng ta nhớ là phải dập nó quanh quanh như cái đĩa xôi. Cái đĩa xôi thì nó hình gì nhỉ? Hình gì? Nó hình như cái quả đồi ấy. Đấy, xong thì bắt đầu sau đó thì xong rồi chúng ta lại tiếp tục, chúng ta làm lễ an vị lại. An vị lại thì chúng ta múc một cốc nước lưng lưng thôi, 2/3 cốc nước này, với lấy cành ngâu hay cành hoa cũng được, chúng ta để lên trên ban thờ. Để lên trên ban thờ, sau đó chúng ta chỉ ba biến đại bi thập chú. Chỉ ba biến đại bi thập chú, trong đó thầy cũng có hướng dẫn trong cái tờ giấy rồi, nhưng mà nói lại cho chúng ta đều biết, và những vị ở xa không đến được chúng ta biết. Chỉ ba biến đại bi thập chú xong, niệm An Mani Bát Minh Hồng một tràng.
Xong rồi chúng ta đọc cái bài hồi hướng Tam Tự Quy. Thường thường cái bài hồi hướng này chúng ta chỉ án bani đầu tiên là đại bi này, 3 biến hoặc 7 biến đại bi hoặc 21 biến đại bi, tùy theo thời gian chúng ta có, ít nhất là từ 3 biến, vừa là 7 biến, nhiều là 21 biến, hoặc nhiều hơn 108 biến thì tùy theo thời gian. Nên thường là 3 biến hoặc 7 biến, hoặc nhiều nhất là 24 biến là ổn rồi, 21 biến là ổn. 3 từng ấy biến đại bi và 1 biến thập chú cuối cùng, xong là bát nhã. Bát nhã xong niệm lục tự đại minh chân cân chân ngôn án mani bát minh hồng một tràng, tức là 108 biến án mani bát minh hồng đó. Sau đó thì chúng ta hồi hướng. Hồi hướng và Tam Tự Quy. Hồi hướng thì chúng ta thường đọc cái bài gì ạ? Trì chú an vị lô hương, hay là chúng ta đọc là gì? Trì chú, thôi trì chú an vị lô hương cũng được, hoặc là trì chú cúng dường gì ạ? Cúng dường ngọc bảo hay là ngọc báu gì đấy, an vị lô hương công đức thủ thắng hạnh, có cái bài hồi hướng ấy. Trì chú an vị lô hương công đức thủ thắng hạnh vô biên thắng phúc giai, hồi hướng phổ nguyện trầm lịch chư chúng sinh tốc vãng vô lượng quang Phật sái thập phương tam thế nhất thiết Phật, vân vân, cho đến gì, cho đến Nam Mô Sa Bà Thế Giới Tam Giới Đạo Sư Tứ Sinh Từ Phụ Nhân Thiên Giáo Chủ Thiên Bách Giới Hóa Thân Bản Sư Hòa Thượng Thích Ca Mâu Ni Phật đó. 3 lần đọc từ Nam Mô Sa Bà Thế Giới xong, chúng ta Tam Tự Quy luôn. Tam Tự Quy xong bắt đầu chúng ta đứng lên, chúng ta thắp 3 nén hương. Làm như thế cũng được, mà không làm thì cái nước đó chúng ta thì cầm chúng ta vẩy luôn cũng được. Lấy chúng ta vẩy bàn thờ, nếu chúng ta cầm 3 nén hương á, thắp 3 nén hương, chúng ta để cầm cái chai bát chén nước trước ngực, thắp cái hương, mình cầm 3 nén hương, mình đọc cái bài này. Nếu mà thuộc hơn á, ghi được và đọc thì cũng càng tốt. Đọc cái bài là Nguyện Chư Phật. Nghe này, xong về có thể xem, ai còn muốn làm thì có thể xem lại cái đoạn, xem lại cái đoạn thầy giảng này á, mà ghi vào. Sao đấy? Nguyện Chư Phật dĩ thần thông lực, gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. Nhá. Cầm lên đọc cái bài, cầm lên trước mắt một tay, cầm 3 nén hương thắp lên rồi để trước cốc nước nha. Chúng ta đọc là Nguyện Chư Phật dĩ thần thông lực, gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. Gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. Và chúng ta thư mấy chữ là gì? Thanh tịnh thủy. Chúng ta viết bằng chữ Việt cũng được. Lấy cái chữ đen thứ 3 nén hương này, chúng ta viết chữ thanh tịnh thủy. Viết chữ thanh tịnh thủy đó lên vào trong cái cốc nước này. Và sau đó chúng ta trì chú. Trì chú khể thủ quy tốt tất đế đầu diện đinh lễ thất câu chi. Có chú chuẩn đề đó. Khể thủ quy tôn ta đế đầu diện đi lễ thất câu chi ngay kinh chúng ta để chuẩn đề dương người từ vị tuyết hộ Nam Mô Tát Đa Nam Tam Diệu Tam Bồ Đà Hữu Chiêm Đa Thanh Chiên Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Sa Bà Ha. Ăn chiên lệ chủ lệ chuẩn đề Sa Bà Ha. Ăn chiên lệ chủ lệ chuẩn đề Sa Bà Ha. Đó, có cái trì câu thần chú chuẩn đề. Và thần chú thì 3 biến, thần chú thì 1 lần. Còn cái chú sau án chiến lệ chủ lệ chuẩn đề Sa Bà Ha 3 lần như vậy, xong bắt đầu chúng ta lấy, chúng ta vẩy lên trên ban thờ, vẩy khắp phòng thờ và khắp nhà cửa như chúng ta. Như vậy là nghi thức gì ạ? Nghi thức xong. Kể cả gia đình nhà Phật tử nào mà bát hương mà nóng á, mà nó hỏa nó bốc á, nó bốc cháy chân nhang mà chúng ta sợ á, cũng không cần phải đoán thầy đâu, cũng chẳng cần phải gọi sư, không cần phải đoán thầy, chúng ta làm cái nghi thức y như thế, thế là xong. Thế là làm mát lại, là mới lại. Mình cứ gọi nôm na là mát lại. Ví dụ như mặc áo mà nó rách rồi thì vá nó lại, thế xong. Áo nó bẩn thì giặt đi, thế là gì? Là sạch. Đấy, nghi thức này là kiểu nó như thế. Đấy là hướng dẫn về cái nghi thức mà cúng dường ngọc vợ trong bát hương. Phật tử nó hỏi Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, con có dự tính sau khi chết sẽ hiến xác cho khoa học. Trong khi con nghe thầy giảng, thầy có nói Phật có dạy, sau 8 giờ đồng hồ linh hồn vẫn chưa rời khỏi thể xác, nếu gia quyến chạm vào thân xác của mình thì người mất sẽ đau đớn, từ đó người mất có thể sinh tâm sân hận rồi sinh vào 3 đường dữ. Trong khi đó theo khoa học thì người ta sẽ phải xử lý ngay. Vậy người chết có bị đau đớn
sân hận hay không, theo quan điểm Phật giáo có chấp nhận cho người đệ tử Phật hiến xác cho khoa học hay không. Người Phật tử tu tịnh độ mà muốn hiến xác thì sau khi chết có nhất tâm niệm Phật được không? Để được về Tây phương cực lạc không ạ? Kính mong thầy giải đáp cho con được hiểu. Có tâm nguyện hành Bồ Tát đạo là tốt. Tức là tất cả những người mà phát nguyện sau khi mình chết đi đem hiến toàn bộ cái thân xác này cho ngành y học, khoa học để họ làm, vừa làm nghiên cứu, vừa gì dùng một cái bộ phận nhất định nào đó trên cơ thể của chúng ta để cứu người, như là con mắt, như là thận, như là gan, vân vân, la lách, bộ phận gì có thể dùng để cứu người được họ dùng. Đấy là một việc làm rất là tốt. Chắc chắn rằng Phật Bồ Tát á cũng rất hoan hỷ cái việc làm đó, nếu như mà chúng ta gì, chúng ta làm được điều đó. Nhưng mà điều quan trọng ở đây chúng ta có gì, có vượt qua được những cái nỗi đau về cái thể xác đã khó rồi, nhưng mà nỗi đau về gì ạ, về tinh thần thì không phải ai cũng chịu được. Chúng ta biết là trong kinh điển, đặc biệt là như kinh vị Tằng Hữu, Đức Phật đã nhiều lần xả thí thân mạng của mình cho chúng sinh. Ví dụ như có lúc gì, Ngài tự tay cắt từng miếng thịt trên cái bắp vế, từ trên bắp đùi của mình ấy, cho con chim cát. Đó. Mình cứ nói nôm na cho con chim ưng ấy, chim đại bàng ấy, cho chúng ta dễ hiểu đi. Đó. Nhưng bây giờ chúng ta có cắt được không? Hoặc là ở trong quyển Bộ Sa Di, Luật Nghi Yếu Lược Tăng Chú giảng giải á, có một câu chuyện bên Trung Quốc ngày xưa, có người thầy và người trò. Người trò theo sư phụ học nhiều năm, sư phụ đã tận tình chỉ dạy cho người trò của mình, tất nhiên là dạy cho tất cả, nhưng trong đó nổi bật là một người đệ tử. Một hôm thầy mình thì tuổi đã, thấy thầy mình tuổi đã cao, sức đã yếu, một hôm là thầy mình bị mắc bệnh mà chữa mấy tháng mà không khỏi, vì thấy thầy rất là yếu. Vì muốn là sư phụ được trụ thế lâu dài, cho nên á, người trò đã âm thầm cắt từng miếng thịt của mình ở trên gì, bắp đùi của mình, để nấu cháo cho sư phụ ăn. Sư phụ không biết. Và sau khi ăn cháo mấy ngày sau thì sư phụ khỏe dần, khỏe dần. Khi mà sư phụ khỏe á, thì cũng là cái lúc mà cái người đệ tử gì, đau quá không đi ra ngoài được nữa, và phải dùng cái vải để bọc quấn chân mình lại, không ra ngoài được nữa. Sư phụ cho người hỏi, điều tra ra mới biết là gì ạ? Người học trò của mình đã đích thân cắt từng miếng thịt ở trên gì, trên bắp, trên vế đùi của mình để trộm nấu cháo cho sư phụ. Nếu mà bảo là sư phụ thì ăn chay, nhưng bây giờ mà bảo là gì ạ? Nấu cháo thịt cho sư phụ ăn, chắc chắn sư phụ cũng ăn rồi. Nhưng lại còn thịt người nữa, thịt lại còn thịt đệ tử của mình nữa, chắc chắn không bao giờ sư phụ ăn. Nhưng mà vì sư phụ ốm nặng quá không biết gì nữa, cho nên cái người học trò đã nấu xong mang lên để bón cho sư phụ mình ăn. Và sư phụ gì ăn cái cháo đó thì dần dần gì, vài tuần sau sức khỏe hồi dần khỏe dần. Cái lúc sư phụ khỏe, dậy ngồi dậy được và đi lại quanh quanh trong phòng lại được, thì cũng là lúc gì người đệ tử đã kiệt sức và không thể đi lại được nữa. Hỏi ra sư phụ biết, rất cảm động và gọi đệ tử lên và bảo là sao con lại làm như thế? Con không được làm như thế, ta đã già rồi. Cái tuổi này gần đất xa trời rồi, sống lại cũng gì, sống hoài cũng chẳng có làm được lợi ích gì đâu. Xong cái người đệ tử kia, vị đệ tử kia quỳ, không thể quỳ được nữa, nói là không thể quỳ được nữa. Về bạch với sư phụ mình rằng, bạch thầy á, tuy tuổi của thầy đã già, nhưng thầy sống thêm một ngày là đem lại thêm lợi ích cho chúng sinh á, được một ngày. Thầy sống thêm một năm là lợi ích cho chúng sinh được thêm một năm. Còn con á, dẫu sống 100 năm cũng chẳng làm được lợi ích cho chúng sinh là bao cả. Cho nên á, xin sư phụ là hoan hỷ
là nhận cho cái tấm lòng của con như thế. Mong sư phụ là trụ thế lâu dài, để vì tất cả chúng sinh có duyên với Phật Pháp, có duyên với ngôi chùa này và có duyên với sư phụ, sư phụ thương mà độ cho họ. Còn con có sống đến 100 tuổi con cũng chẳng làm được gì cả. Cho nên con chỉ làm được một cái việc nho nhỏ, cái việc nho nhỏ đó thôi, rất mong là sư phụ hoan hỷ lượng thứ cho con. Chúng ta thấy không? Tự tay mình cắt gì, cắt thịt của mình để nấu cháo cúng dường thầy. Bây giờ có người tu nào làm được như thế không? À, khó lắm, khó lắm các quý vị. Các quý vị cứ thử xem, cứa một tí gì, làm nhặt rau hay thái rau ấy, thì cứa một chút đứt cái tay mình, đứt sâu vào mới chỉ có mấy cm thôi, mấy mili thôi đấy gì, đã thấy đau đớn vô cùng rồi. Này các vị biết cái cầm cái dao một cái xẻo, cò cưa mà xẻo cái miếng cái đùi của mình á, cái thịt đùi của mình á, đau đớn đến mức độ nào? Ai cũng đau như ai thôi các quý vị. Nhưng điều quan trọng á, vượt lên cái đau của thể xác, đó là gì? Vì cái mục đích muốn cho sư phụ được khỏe mạnh. Sư phụ có khỏe mạnh thì chúng sinh mới gì? Mới được độ thoát. Ta sống 100 năm không bằng sư phụ sống về một ngày, đem lại lợi ích cho chúng sinh. Đấy là cái tâm của người học trò đó. Tâm của người đệ tử. Các ngài gì? Tất cả tôi nghĩ rằng các ngài đều là Bồ Tát, thì hiện tái thế để gì? Để biểu diễn chúng ta coi. Còn người thường phàm phu chúng ta đâu có làm được như thế. Ở đây chúng tôi muốn nói là trong đạo Phật của chúng ta, đặc biệt là pháp tu tịnh độ của chúng ta, các tổ thường là giải thích kinh Phật và nói rằng thần thức của chúng ta sau khi mất đi, nếu mà chúng ta là bậc thuần tịnh, thuần thiện, gọi là bậc thượng căn, lúc còn sống chúng ta tu nhân tích đức, niệm Phật được nhất tâm bất loạn, niệm Phật tam muội được, đạt được niệm Phật tam muội, thì chúng ta tự do tự tại ra đi, nhắm mắt xuôi tay, hít vào không thở ra, mà cái thần thức đã về Tây Phương rồi, còn lại cái thể xác này, chúng ta đem hiến tạng hay là đem đốt hay là đem thiêu hay là đem chôn hay đem băm nhỏ ra cho gì các loài muông thú cũng chẳng sao cả, nó chỉ là tấm thân nữa thôi, thì thế nào cũng được. Nhưng nếu chúng ta chưa là phải là cái bậc gì? Thuần tịnh, thuần thiện, thượng căn tu hành ấy, chưa đạt được niệm Phật tam muội hoặc niệm Phật thành phiến, tự do tự tại ra đi bất cứ lúc nào đó, các tổ dạy là ít nhất sau khi chết đi nên để tấm thân của chúng ta 8 tiếng đồng hồ trở đi mới nên đụng chạm tới, mới đi làm tới, mới làm cái gì thì làm, tắm rửa, thay quần áo, nhập quan phát tang, làm gì thì làm. Nó sẽ tốt hơn vì thần thức đã ra khỏi thể xác rồi. Trong luận Đại Trí Độ nói rằng con người chúng ta không chỉ phải là gì? Có một cái thân này đâu. Khi chúng ta mất đi, nó sẽ sinh ra một cái thân gọi là trung ấm thân. Trung ấm thân. Khi chúng ta vừa mất đi, trung ấm thân nó gì? Nó vẫn còn chưa ra ngay. Nếu như chúng ta chưa phải là bậc thuần thịnh, thuần thiện, hoặc cũng chưa không phải là bậc gì cực ác. Nếu là kẻ cực ác thì vừa chết đi, thần thức, cái trung ấm thân nó không phải sinh ra 7 ngày nữa hoặc 2-3 ngày nữa, mà gì? Ngay lập tức cái thần thức nó đọa vào trong A Tỳ địa ngục ngay. Cực thiện thì về cõi Phật, cực ác liền vào trong A Tỳ địa ngục. Thì cái xác, thể xác đó nó chỉ là gì? Tấm thân ngũ ẩn, bằng xương, bằng thịt, do tinh cha huyết mẹ tạo thành mà thôi. Còn không, cực thiện cũng chẳng phải cực ác, thì thường có sinh ra trung ấm thân. Trung ấm thân đó nó vẫn ở trong cơ thể. Đối với người gì không phải thiện cũng không phải ác, hoặc thiện ác có nhưng mà chưa phải gì, chưa phải là cực, chưa phải là thiện nhiều để sinh lên trời ngay trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ, hoặc một vài chục tiếng vân vân, cũng không phải cực ác, hay cũng phải chưa phải ác đến nỗi là một vài tiếng thần thức liền phải đọa vào trong các địa ngục ngay, có nghĩa thiện ác chưa phân. Bây giờ con người ta vừa chết đi, trung ấm thân, cái thần thức vẫn ở trong gì? Trong cái thân tứ đại, thất đại này. Mà tùy theo mấy tiếng đồng hồ,
Cái này nó không nhất định là cứ phải vài tiếng đâu. Có người thì 1 tiếng, có người thì 15 phút, có người thì 30 phút, có người thì 45 phút, có người thì 45 phút, có người thì tiếng, có người thì 5-7 tiếng, có người 10 tiếng, thậm chí có người còn nhiều hơn một chút nữa. Nhưng thường thường là gì? 8 tiếng trở lại. Đại đa số là 8 tiếng trở lại. Là thần thức con người ta gì? Là ra khỏi thể xác. Nhưng cũng có trường hợp lâu hơn, thì trường hợp này là hy hữu, có nghĩa là ít có đó. Thì lúc đó tùy theo cái nghiệp lực. Trong luận đại trí độ, Bồ Tát Long Thọ giải thích nói tùy theo nghiệp lực mà thần thức của người đó đi lên hay đi xuống. Nếu mà lạnh từ trên lạnh xuống mà hơi ấm ra nơi lòng hai bàn chân, người đó chắc chắn bị đọa vào địa ngục. Lạnh từ trên lạnh xuống, lạnh từ dưới lạnh lên mà ấm ra hai nơi đầu gối, người đó đọa làm loài ngã quỷ. Lạnh từ trên lạnh xuống, lạnh từ dưới lạnh lên mà hơi ấm thoát ra cái khu vực eo hông này, người đó đọa vào làm súc sinh. Lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống, hơi ấm ra nơi rốn, nơi bụng của mình á, nơi đan điền của mình á, người đó sinh trở lại. Từ đó, từ cái nơi đan điền trở lên cho đến ngực của mình á, thì người đó sinh trở lại làm Atula, làm quỷ thần. Làm Atula, làm quỷ thần, làm thần đó. Là từ cái nơi ban dưới ngực của mình á, cái nơi mỏ ác này đó, thóp thóp này đó, xuống nơi khu vực bụng trên của mình này, khu vực đan điền này, thì người đó thì sinh làm Atula, hoặc sinh vào loài quỷ thần, canh giữ đền đình miếu mạo, hoặc rằng canh giữ gì cây đại thọ, hoặc rằng ở trong hang động, ở ngoài bãi biển, làm những vị gì, những vị thần lớn hoặc thần nhỏ tùy theo phúc của người đó, khi còn sống làm phúc hay làm thiện, làm thuận thiện là phúc được nhiều hay ít, là vân vân. Hơi ấm từ hơi lạnh, lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống mà hơi ấm thì thoát ra nơi hai con gì, nơi ngực của mình này đó, khu vực ngực này, từ cổ trở xuống, từ cái mỏ ác này trở lên ấm khu vực này, tức là sẽ thoát hóa đầu thai trở lại cõi người. Lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên đỉnh đầu lạnh xuống mà thì thoát ra nơi hai con mắt này, ấm nơi hai con mắt này, ấm đầy mắt này, người đó sinh về cõi trời. Lạnh từ dưới lạnh lên mà điểm ấm cuối cùng ở nơi trên đỉnh đầu, tức là huyệt bách hội này đó, tức là cái nơi thóp thóp của đứa trẻ con khi mới sinh ra, mình gọi cái u đó, cái thóp đó trên đỉnh đầu đó, huyệt bách hội đó, hơi ấm ra ở đó tự nhiên, thì người đó dễ được sinh về cõi Phật, dễ về cõi Phật, cõi tịnh độ của các đức Phật. Như chúng ta niệm Phật A Di Đà cầu sinh về Tây Phương thì sẽ về Tây Phương, hoặc tụng một đời tụng kinh Dược Sư cầu sinh về cõi tịnh Lưu Ly thì sẽ được sinh về cõi tịnh Lưu Ly phương đông của Đức Phật Dược Sư, vân vân. Đó. Cho nên ở đây, câu hỏi ở đây là Phật tử hỏi rằng mình là những Phật tử tu hành, tu theo pháp môn tịnh độ. Pháp môn thì nói rằng sau 8 tiếng thì mới là an toàn cho người mất. Nhưng mà muốn phát nguyện là hiến xác cho y học, cho khoa học để cứu người. Đây là một việc rất là tốt, nhưng chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ. Không có chúng ta phát nguyện cứu người đó là việc tốt, nhưng chi bằng hãy làm một người tốt ngay từ hôm nay, làm một tấm gương sáng về đạo đức, về nhân cách, về lối sống, để độ gì ạ? Độ cho chính người thân của chúng ta trong gia đình. Chúng ta muốn cứu người ư? Cứu chính người thân của chúng ta trước đã. Tu làm sao đó để cho gì ạ? Nếu chúng ta là vợ, tu làm sao cho chồng mình á biết rằng cái việc tu của mình là việc tốt, biết rằng việc tu của mình á là con đường đạo đức, con đường giải thoát, con đường giác ngộ của Thánh Hiền và của Phật, của Bồ Tát chỉ dạy lại cho mình. Mình tu làm sao á mà cho người thân của mình phải thấy rằng khi mình chưa tu, mình là con người phàm phu tục tử, tham sân si đầy rẫy. Nhưng bây giờ mình tu rồi, mình là con người giác ngộ hoàn toàn, con người sống hoàn toàn từ bi lương thiện, dấn thân làm tất cả các công việc, nhưng không kể công, không chấp mắc, giúp đỡ tận tình mọi người, từ gia đình đến xã hội.
Đó mới là điều quan trọng. Lấy đức độ, lấy đạo hạnh, lấy nhân phẩm của một người Phật tử, của một người con Phật ở tại gia, kể cả người xuất gia, chúng ta hóa độ cho gì? Cho người thân, cho bạn bè, cho họ hàng và cho xã hội. Đó. Các vị nghĩ xem, như vậy chúng ta cứu được bao nhiêu người? Cứu được bao nhiêu người? Cứu được vô số người. Nếu như chúng ta thì biết tu. Còn xin thưa các quý vị, nếu các vị mà tu mà chưa đến nơi đến chốn, thấy họ gì, họ muốn làm cái việc đấy chúng ta cũng muốn làm. Ai muốn làm? Đây tôi nói là đối với xã hội đây là việc tốt, đối với đạo đây cũng là việc tốt. Nhưng mà chúng ta phải biết được rằng mình đã chắc chắn mình không bị đau đớn khi chúng ta vừa nhắm mắt xuôi tay được một vài phút, bác sĩ đã gì ạ, rạch mổ thân thể của chúng ta, lấy mắt, lấy tim, lấy phổi, lấy thận, lấy gan, lấy lá lách hay không? Chúng ta chắc thì chúng ta gì, phát nguyện hiến, đây là một việc rất tốt. Nếu chưa chắc thì phải xem xét lại cái nguyện của mình. Tôi cứ thử, các quý vị cứ thử đi. Phật dạy chúng ta gì ạ? Chân tinh tiến cúng dường, ở trong kinh Pháp Hoa là chân tinh tiến cúng dường gì? Dùng toàn bộ thân mạng của mình để cúng dường. Và sau khi nghe Phật nói như vậy, Bồ Tát thường tinh tiến liền đốt gì ạ? Đốt cánh tay của mình để làm đuốc cúng dường Phật. Các vị cứ thử về đốt một ngón tay mình để cúng dường Phật xem mình chịu được không? Về xem tẩm dầu thơm vào, đốt thử một ngón tay, quấn lại đốt thử một ngón tay cúng dường xem chịu được không? Nếu chịu được, nếu đốt một ngón tay mà các vị chịu được thì cái việc làm của các quý vị đó tôi nghĩ rằng sẽ có kết quả rất là cao. Cái ý nguyện của các quý vị đó sẽ thành tựu rất là lớn. Còn nếu đốt một ngón tay mà không chịu được á thì thôi, lo mà tu. Tu làm sao đó cho vãng sinh đã. Vãng sinh rồi về gặp Phật nghe Pháp, chứng ngộ cái gì? Quả vị vô sinh rồi, tức là đi thi á, đi thi vào trường tuyển Phật đỗ rồi, đỗ rồi đã được về luôn cho chưa? Phải học đã. Học bao giờ cho gì? Cho đỗ ở Tây Phương Cực Lạc mà gì? A Di Đà Phật bảo rằng á, con đã thành tựu tất cả các việc học ở đây rồi. Bây giờ con có thể gì? Phân thân đi khắp mười phương thế giới để giáo hóa độ sinh. Lúc đó vô tư. Các vị không chỉ có cứu 5 người, 7 người mà các vị cứu được gì? Vô số người. Vừa cách đây 2-3 hôm tôi có đem kể một câu chuyện. Cách đây vài năm có một đôi vợ chồng làm quan chức cũng rất to trong gì, bộ máy nhà nước. Khổ quá, cái bà vợ hay ghen. Ông chồng thì nhìn gì, có thể nói là gì, đẹp trai, phong độ, giỏi giang, lại gì, lại rất ga lăng với các cô nữa. Có nghe đối với các cô gì, các cô gái là gì, rất là một người đàn ông, một người đàn ông thực sự. Cho nên các cô gì ạ, chức quyền có nhá, tiền tài địa vị có nhá, đẹp trai nhá, to cao, đẹp trai, phong độ nhá. Đây là cái mẫu gì ạ, mẫu típ người ở ngoài đời gọi là, nó không phải kiểu như là gọi là cái gì tuổi trẻ, nó gọi là gì nhỉ, gọi là soái ca hả? Đấy, tuổi trẻ gọi là soái ca, nó còn vượt trên cả soái ca. Soái ca nó chỉ còn mỡ màng vẻ bề ngoài chứ còn gì, nó thật chất. Cho nên mấy cô gái đi đâu, các cô đi công tác ở đâu, các cô gì cũng xin số điện thoại về, cứ tối tối lại là nhắn tin hỏi là gì, anh nghỉ chưa, anh khỏe không, thế này vân 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 vân. Mệt vợ nằm bên cạnh cứ nghe tiếng điện thoại của chồng cứ tét tét suốt, mà đọc tin toàn thấy mấy cô là hỏi anh khỏe chưa, anh ngủ chưa, anh khỏe không, thế thì chết rồi. Cái ghen còn gì nữa, ghen lồng ghen lộn này. Ghen đến nỗi gì ra tận cả cơ quan để gì ạ, để đón chồng về hàng ngày. Thì chồng bức xúc quá không biết làm thế nào, cho nên nói vợ thì mờ lại càng lồng lên, hai bên ghen đến mức là gì, từ cái chỗ anh em ngọt xớt ra với nhau mấy chục năm trời, 2-3 mặt con rồi, thậm chí là lên gì, lên chức ông ngoại rồi đấy, tức là con gái đấy lấy chồng mà có con rồi đấy mà vẫn còn ghen. Xong rồi cũng may là Phật tử của chùa nhà mình hay đi lên chùa mà cũng gì tín tâm. Cho nên thầy mới giờ biết cái sự đổ vỡ chuẩn bị đến, bà mẹ mẹ của chú ấy đến, bà thầy bây giờ chỉ có thầy mới gì mới cứu được gì
gia đình nhà con, tôi hỏi làm sao. Đấy, kể ra sơ sơ cái việc của chúng nó như thế. Bây giờ vợ chồng chúng con nói chúng nó không nghe rồi. Nói chồng chồng cũng khùng lên không nghe, nói vợ vợ khùng lên không nghe. Và chúng nó thì đòi bỏ nhau, viết đơn rồi thầy ạ, bây giờ thì khổ lắm. Vợ chồng chúng nó không sao, nhưng mà gì, nó không sống được với nhau thì tùy. Nhưng mà còn các con nó lại còn cái gì, còn cả cái gọi là cái sự cái gì của dòng họ nữa, cả cái uy của cái dòng họ nữa, mà lại trưởng dòng họ mà đi về quê mà các cụ mà như thế thì chết, chúng con chết. À, thế xong rồi tôi bảo thế bây giờ thì yên tâm, để tôi gọi ông chồng lên, không gọi cả hai vợ chồng nhé, gọi hai vợ chồng lên nó cãi nhau trước mặt tôi thì chết. Cho nên gọi ông chồng lên, gọi riêng ông chồng lên làm công tác tư tưởng. Ông ấy bảo nhất định không, thầy nó ghê lắm, con không thể sống được với nó nữa. Thế này, ngày xưa thì anh em, bây giờ gọi là nó rồi. Đấy, gọi là nó. Bà vợ xong rồi, xong mình tư tưởng mãi thì cũng nguôi nguôi được tí. Xong rồi bảo nó tùy theo, bây giờ xem nó như thế nào, con phải xem quan điểm nó thế nào đó. Thôi được rồi, chú cứ về, mọi chuyện để đây thầy sắp xếp, thầy lo. Ngày hôm sau lại gì? Gọi điện về cho bố mẹ chồng nó, bảo gì? Bảo vợ nó lên, lên mình thôi, bảo chú lái xe đưa lên, đừng có cho ai lên. À, lên không cho tiếp người thứ ba nữa. Ngồi thì nói cho, giảng giải cho. Lúc đầu lên thì gọi chồng là gì? Là thằng. À, bảo cái thằng ấy thì thầy không thấy thằng ấy thì là mắt nó trợn trắng lên rồi, môi nó giờ theo gái nó thâm xì ra rồi, thế này thế nọ thế kia. Đủ các thứ luôn, thằng ấy thằng nọ, thằng ấy thế này, thằng ấy thế nọ, thằng ấy thế kia, thằng ấy bất nhân, bất nghĩa, thì bất trung, bất hiếu, thì đủ các thứ bà giảng hết. Để cho làm một loạt, tôi cứ thấy cô ấy kiểu nó sồn lên rồi, cô ấy thì gọi chồng là thằng này thằng nọ, có nghĩa là người ta đang gì ạ, đang bốc hỏa, thôi thì cứ cho nó cháy hết đi. Nếu bây giờ mà mình cứ thôi rồi mình cứ lao vào để can là không được, cho nên cứ cho chửi chửi chán là khoảng 30 phút sau bắt đầu mệt, cứ thấy im dần, thôi dần, thôi lịm dần mà thôi thở. Nó đang ngồi thở lúc đó tôi mới gì, tôi mới nhẹ nhàng, tôi mới giảng giải nhẹ nhàng, mới nói cho này, bao nhiêu năm chung sống với nhau, ba mặt con rồi, có cả cháu rồi, năm nay cũng gì gần 60 tuổi với nhau hết rồi, năm đó là khoảng độ 56 57 gì đó, tôi bảo gần 60 tuổi với nhau hết rồi, còn cái gì nữa đâu, mấy năm nữa thì chú nghỉ hưu, bây giờ có gì nữa đâu mà phải nặng nề như thế. Còn cái chuyện mà có cái chuyện là chú ấy đi linh tinh với các cô gái khác hay không thì cái này thầy cũng chưa biết. Thầy hỏi thì chú ấy thề với thầy là không có cái chuyện đấy. Là chỉ có cái chuyện mà quan hệ làm ăn xã giao, họ nhờ vả hỏi thăm nhau các thứ thôi. Thì thầy bảo chúng con đi làm việc công chức nhà nước, bây giờ không quan hệ không xã giao thì làm sao mà làm được. Nhưng mà cô ấy cứ ra tận cơ quan để làm loạn lên, bảo thế này thế nào, làm con mất mặt với anh em, mất mặt với cấp trên, với thủ trưởng, và mất mặt, mất uy với cấp dưới. Làm sao con chịu được. Thế mình mới nói với cô đấy. Thầy hỏi thì chú ấy bảo không có cái gì, chỉ có quan hệ ngoại giao, làm ăn bình thường, xã giao xã hội thôi. Thế cứ từ từ bình tĩnh đi. Bao nhiêu năm chú ấy chung thủy với mình rồi, thì bây giờ thì có chịu lấy mấy năm nữa thôi. Mà nghỉ hưu rồi thì còn lo gì nữa. Tất nhiên cái nỗi lo nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Đấy, bây giờ đấy, xã hội nó thế. Thế là khuyên cho nhẹ nhàng để khuyên bảo bây giờ hạ hỏa. Có bao nhiêu hỏa bốc hết lên rồi, cháy hết rồi, bây giờ thở. Thì bây giờ mình mới gì ạ? Đem lửa vào mình dập tí nữa thì là xong. À, đem nước và xin lỗi lại vào đem lửa. Đấy. Đem nước vào gì? Để tưới vào thì nó mát đi, thế là thôi hết. Từ cái chỗ gọi chồng sồn sồn bằng thằng, rồi bằng thằng ấy, thằng nọ, và thằng ấy không bằng con chó, thế này thế khác. Ôi dồi, đau lắm. Mình nghe mà mình cũng thấy là gì? Khó chịu luôn. Nhưng mà xong rồi mình giảng giải cho một tí là gì? Thôi xong lại từ cái chỗ thằng ấy, thằng nọ, thằng kia rồi gọi là ông ấy. Thôi được, nghĩ trong bụng thôi, từ chỗ thằng mà lên là ông là cũng tốt rồi. Đấy, vì nghĩ là ông lên ông nội, à, ông ngoại rồi mà, cho nên là ông là tốt rồi. Cho nên thôi được. Thôi mà hôm nay cứ về, tạm thời như thế. Về đừng có gây sự, đừng có chiến nữa. Đấy, đừng có gây chiến tranh nữa. Xong mấy hôm sau đến chủ nhật lại gọi ông chồng lên. Và đấy, hôm rồi gọi như thế. À, thế bảo chồng bảo là về chả thấy chả trách, con thấy cái đơn để trên bàn cô ấy cất mà đi đâu mất rồi. Đơn ly hôn ấy, ký rồi, ký sẵn rồi để trên bàn, ông giỏi ông ký vào đấy để tôi mang ra
ngoài tới nộp ngoài tán về ngoài quận ngay. Nhưng mà ông chồng may ông chưa ký, cho nên ông cứ để đấy, để đấy về thì hôm sau tôi gọi vợ lên một cái thấy tự nhiên cái đơn ở trên bàn nó bay đi đâu mất. Đấy. Ông chồng thế là thôi, thế thì cũng được, gọi lên lại tiếp tục giảng hòa tiếp. Xong hết ông chồng, hết giận vợ. Hôm sau lại tiếp tục gọi vợ lên cho một cái bài ca về gì? Bài ca về hạnh phúc gia đình phải giữ như thế nào nữa. Thế là hết, gọi thôi cảm ơn thầy, nhờ ơn thầy mà con đã gì, đã hiểu ra rồi. Đấy, gia đình sống hạnh phúc từ giờ cho đến nay, 3-4 năm nay không có cái gì xích mích nữa cả. À, tốt đẹp. Cuộc sống đôi khi nó như thế. Đó. Cho nên các cụ ngày xưa mới bảo là gì ạ? Chồng tiến thì vợ lùi, chồng lùi thì vợ tiến, hay là vợ tiến thì chồng lùi. Mỗi người lụi nhau, nhường nhau một chút thì hạnh phúc gia đình sẽ bền lâu mãi mãi thôi. Đấy, không cứ là tôi phải đi hiến tạng mới gì ạ, mới cứu được người. Tôi có phát nguyện hiến tạng đâu. Vì tôi cảm thấy là tôi chưa đạt được cái niệm Phật tam muội, chưa tự do tự tại vãng sinh một đời này. Cho nên tôi cố gắng tôi thay vào cái đó. Tôi đem lại hạnh phúc gì cho chúng sinh, cho mọi người có duyên với tôi ngay trong cuộc đời này. Xin thưa các quý vị, nếu cứu được cái thể xác của họ mà cái tâm hồn của họ, gia đình của họ sống không hạnh phúc thì sống 100 năm nữa cũng vẫn là thừa. Nhưng khiến cho gia đình của họ được gì, được hạnh phúc, được an vui, sống 10 năm cũng còn hơn sống 100 năm ở trong đau khổ, ở trong sự nghi ngờ, ở trong sự gì, ghen tuông, ở trong sự tức tối, ở trong sự mê hoặc các quý vị. Đó. Đức Phật nói sống một ngày mà thấy đạo còn hơn sống 100 năm không gì, không biết đạo cơ mà. Cho nên quan điểm của tôi cúng dường và phát nguyện hiến xác cho khoa học là tốt. Tôi khẳng định với các quý vị là tốt, phải nói là rất tốt. Nhưng điều quan trọng chúng ta có tự do tự tại và có chắc chắn rằng mình sẽ không bị đau khổ khi mới được vài phút sau người ta rạch mổ xẻ toàn bộ thân phận của mình, cắt đi lấy đi từng bộ phận ở trong thân phận của mình hay không. Hay là lại như Xá Lợi Phất phát nguyện hành Bồ Tát đạo, mắt con móc con mắt ra cho ngoại đạo, chữa bệnh cho mẹ. Khi móc cả hai con mắt ra rồi, nó ném tuyệt xuống đất, nó bảo tôi tưởng mắt của bậc thánh nhân là phải gì ạ, như kim cương, như gì ạ, như ngọc quý, ai ngờ mắt của gì, của ông cũng chẳng khác gì mắt của những người bình thường. Cho nên nó ném tẹt xuống đất, nó lấy chân nó gì, dẫm lên nó nhổ một bãi nước bọt rồi nó ra đi. Xá Lợi Phất vì vậy mà gì, thoái tâm Bồ Đề, từ thời Đức Phật Ca Diếp cho đến thời Đức Phật Thích Ca mới phát gì ạ, phát Bồ Đề tâm lại được đó các quý vị. Đừng nghĩ là đơn giản. Muốn hành Bồ Tát đạo thế giới này không phải đơn giản. Cho nên nếu các vị ở đây có những vị là Bồ Tát thì cứ là Bồ Tát đi. Còn đối với tôi là bậc tiểu nhân, kém phúc kém duyên, cho nên tôi chỉ cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc thôi. Nhưng thôi, trước khi được sinh về Tây Phương Cực Lạc còn sống ngày nào thì cố gắng làm một vị sư, không được toàn thiện, toàn mỹ, toàn tịnh, toàn thiện như các bậc cổ đức ngày xưa, thì ít nhất cũng phải làm một cái gì đó để cho mình sống cũng đỡ xấu hổ với mọi người, không hổ thẹn với gì, với đời, không thấy là mình ở trong cửa đạo mà mình thấy hổ thẹn nhiều. Tất nhiên thỉnh thoảng cũng phải luôn luôn nghĩ rằng mình còn kém phúc, kém duyên, kém công đức, kém trí tuệ, vân vân, để mà thấy mình chưa bằng ai để mà ăn năn sám hối, thì đó mới có cái cơ hội để mình tiến thân ở trong đạo, trong cái thời mạt pháp này. Còn chúng ta mà ai đó mà cứ vỗ ngực ra đây là tôi đã làm nhiều được việc Phật sự rồi, tôi đã có chức danh rồi, đã có chùa to cảnh lớn rồi, đã có đông đệ tử rồi á, vỗ ngực ta đây như thế, chúng ta có lầm vào đường tà lúc nào không hay. Cho nên ở đây Phật tử hỏi như thế thì tôi cũng đưa ra quan điểm của tôi, chứ tôi không dám bảo Phật tử là đừng có hiến, hay là bảo Phật tử thì cứ hiến đi,
Nếu tôi bảo là đừng có hiến á, thì tôi lại vô hình chung lại vi phạm pháp luật, vô hình chung làm trái lại với lời Phật dạy khuyên người ta làm việc thiện. Nếu tôi bảo người ta cứ hiến đi mà người ta nghe tôi, cái trường hợp này người ta nghe tôi, người ta cứ hiến mà khi đó người ta gì, thần thức người ta không chịu được, người ta gì, đọa vào trong đường ác á, thì lại khổ thân, lại khổ thân. Cho nên á, tất cả ai muốn hiến hay muốn làm như thế nào tự mình suy nghĩ cho kỹ. Còn riêng cá nhân tôi nguyện là tôi sống ngày nào, thở ngày nào thì tôi làm hết cái trách nhiệm, trọng trách của một vị gì, một vị tu sĩ ngày đó. Trước hết là tu thân dưỡng tâm, dưỡng tính mình. Sau nữa là gì? Đem lại lợi ích cho đạo và cho đời. Có duyên với ai thì giúp người đó, giúp tận tình, giúp đến nơi đến chốn thì thôi, giúp bằng tất cả khả năng của mình. Đó. Còn thì sau khi tôi chết đi, tôi mong muốn tất cả mọi người hãy gì, y theo lời Phật, lời Tổ dạy, để tôi nằm yên ở đó, niệm Phật cho tôi ít nhất là 3 tiếng đến 8 tiếng, sau rồi muốn làm gì thì làm. Đấy, đem thiêu, đem đốt, đem mổ, đem xé hay đem chôn, đem làm bất cứ cái gì từ lúc đó chả quan tâm nữa, để cho tôi được về với Phật rồi các vị muốn làm gì thì làm, chắc không nặng nề cái chuyện đó.